Xin chào tất cả các bạn. Trước mắt các bạn thì mình có cái cây linh sam mà hoa trắng phớt hồng đó bạn. Rồi. Thì cái cây này mình ghép cũng lâu rồi. Cây này là cây song hình mà mình ghép hai bo đây rồi mà. Như hai hay ba gì đó. Ừ, ba bo mà. Sau khi mình ghép xong thì uống nước nó bỏ ở đây. Bạn thấy bỏ giết mà nó lên thành cái đắp rừng luôn. Đó thì hôm nay á mình chia sẻ với bạn là sửa lại bạn, sửa lại cái cây mà nó bị bỏ lâu ngày đó ha. Đó thì các bạn thấy là bây giờ ở chỗ đây nè, trước mình uống ở chỗ đây nè, uống cái nhánh này lên mình uống qua đây thì sau đó mình quên tiêu rồi, không nhớ luôn ạ. Mà bây giờ nó lại nó không có cái thân chính này. Đây là cái bay nhớ bạn, bay cũng hay lắm nè ha. Thì các bạn thấy ở đây nó có hai cái nhánh nè, bây giờ làm sao ta? Họ có một cách làm nắng này lên đó bạn, nắng lên là cái này là cái đỉnh nó nè ha. Cách thứ hai nữa làm dụng này nếu không được lấy cái này mình chế nữa bạn, đúng này lên ha. Đó đúng này lên đó thì muốn lên cũng được các bạn, nhưng mà nó không lay hay lắm mà. Nếu mình uống lên thì mình phải bỏ cái này nè, các bạn thấy không, cắt bỏ này luôn đó. Cái mình để cái này sẽ thành cái nạn nè, thấy không, cái nạn hai hai nhánh rồi không hay rồi, thì ra chế được cũng cả vấn đề đó bạn. Để nghiên cứu qua, còn cái cành bay của nó thì nó quá dài rồi, nó mình có thêm cắt ngắn vào đây nữa bạn ha, thêm cắt nhiệt vào đây nè, anh rút nó lại. Mưa quá trời mưa rồi bạn, bây giờ trước mắt đây mình cắt mấy cái cọng nhôm nữa bạn. À, cái cọng nhôm này hồi bữa mình tháo mà nó còn còn mấy cọng dính trong này đó. Rồi xong cái mình cắt tại cái bên này trước đi, còn nó sau này xử sau ha. Đó cho ngắn là cái này đó, trắng phớt hồng này thì bông nó ghê lắm mà, bông liên tục tục á. Cái này do là nó còn tốt mà, chứ mà để nó hằn lại một cái đó ha, bông các bạn thấy nè, khủng lắm. Trắng phớt hồng có người kêu hồng quá à. Ở đây ra bông quá trời, cành nhánh thì nó nhặt quá ha, nhặt dữ lắm. Còn mấy cọng dây nhôm cho bay tháo nó là bớt rồi, tháo rồi hết luôn chưa bớt gì. Mấy bữa nay thì các bạn cứ hỏi mình hoài sao không có lên clip. Bữa nay mình đi Phú Quốc rồi, đi mấy ngày công việc rồi mới về, thành ra là cái này không có làm clip các bạn xem. Đó thì các bạn thấy nếu quả nhánh này nè, mình uống lên nè các bạn thấy không, mình uống lên xong mình uống cái tán này xuống rồi bạn. Đó thì này dựng lên cái ngọn nè nè thấy không nè. Đó uống tán không có thể mình cắt cái này nè, cắt cái nhịp này để mình uống này đi nè, thì thằng này nó lợp lên thằng này nha. Rồi cái thằng này nè, và thằng này cái đỉnh lên nè, thằng này cái tán nè. Đó thì cái cây thường thường á mình trước khi mình uống thì các bạn mình nhìn mình đĩa nó coi uống đâu đâu á, thì đó cái cây này để nhìn uống này cũng xong đó bạn. Nhưng mà các bạn thấy á, nếu cái cây này mình để gì mình uống á thì mình chơi thôi, chứ còn lâu dài nó không đẹp các bạn ha. Thành ra mình nên cắt bỏ mà. Đó nó đi vô lại là không cắt thì cái cây này, cái phôi này đẹp để bạn, phôi này không xấu. Thành ra nếu mà cái phôi này á mà nó xấu á thì mình nên uống ha, phôi này đẹp các bạn, là do là mình bỏ với con ta lâu ngày ha. Đó thì nó ra cái cây như vậy. Bây giờ đó là nếu mà mình uống cho bạn xem thì được rồi đó nha, uống cho bạn xem thì được rồi đó, nhưng mà lâu dài nó không đẹp được bạn. Thành ra hôm nay mình chia sẻ bạn á, là sửa lỗi cái cây linh sam, nói chung là cây bonsai đi, cái gì cũng vậy chứ, để lâu thì nó bị có thể nó bị lỗi ha. Thì bây giờ còn cách nào
cái cách mà mình sửa nó đó, à, quan trọng là mình chia sẻ cách mình sửa ha. Nói chung thì đưa dây vô uống là bình thường, nhưng mà uống xong rồi một thời gian sau thì cái cây của mình nó cũng không đẹp đâu. Thành ra mình khuyên các bạn là nên cân nhắc kỹ ha, rồi cắt, đừng có tiếc. Tiếc thì sau này cái cây nó xấu quắc đó. Bây giờ trước mắt là nhánh này là không phải uống rồi, uống lên coi được thôi mà không hay đâu bạn nha. Cái này bây giờ là tạm ổn rồi, thành ra 1 2 3 cắt ha. Đó, không tiếc trắng phước hồng rồi đó, là không có bo, mình lấy bo nó mình ghép không ra đó. Đó giờ thì nhiều rồi đó. Sau khi cắt thì cái cây nó thoáng rồi nha. Còn cái cành này mình có thể mình uống ở đây thì các bạn, nếu mà mình uống ở đây cũng được nè, còn không mình cắt luôn các bạn. Thì theo mình chắc là em cắt luôn rồi, mình cắt mình lấy cái nhịp này nha các bạn, này cắt cái nhịp này ha. Đó ở đây đó mình cũng uống nè, nhưng mà lâu ngày nó giật nữa mà không đẹp cây nè, thấy không? Rồi cắt cái thốt này cái đó, mà thấy mình lấy cái nhịp này đây, giờ mình uống qua nè các bạn, thì bỏ sát đây đi. À. Ừ. Trong mình vô dây mình uống này ra, cái này mình lập theo các bạn nha. Đó thì cái cành ở đây bạn thấy là cành ở đây nó cũng quá lớn, quá khổ rồi. Thì trong đây nó có 3 cái nhánh các bạn ha, nè quay gần nó coi đó, bạn thấy không, 3 cái nhánh nữa làm xấu cái cây này ha. Nó ở một chỗ rồi, nếu mà mình uống mình dùng 3 cái nhánh này mình xài đó thì mình phải lượng nó bạn, vô dây mình lượng cái nhánh này thấp nhánh cao cho nó so le ra, chứ để một chỗ gì nó không hay nè, thấy chưa? Đó em rồi mình coi lượng nó nổi không, nó cứng rồi bạn, mình cứng quá thì nó tính sao đây. Rồi đó mình thấy vậy là nó tạm ổn rồi bạn, thì em nghiên cứu coi có thể mình lượng nó cắt nó luôn các bạn ha. Đây nè, bạn thấy 3 cái nhánh nè, cái nhánh này ở trên nó có 2 nè, để mình chia sẻ cho bạn kỹ ha. Đó cái này mình uống cũng được đó, mình uống qua vậy thì nó lắp cái tán làm trên thì cũng được các bạn, ok ha. Chứ không thôi nó nằm dính với nhau một hồi 3 nhánh không không hay, bắt buộc phải vô dây. Thì để mình coi coi nếu mà mình sau khi mình vô cái đó lại mình uống cái này lên á nó được không, à nó ok không à. Đó thì bây giờ các bạn ngay chỗ đây á, khó chỗ đây nè, nâng nó lên các bạn, nâng lên cả vấn đề này. Nhánh này nè bạn, nó phải nằm ngay chỗ đỉnh này, các bạn thấy khó không? Đó giờ muốn nâng nó lên cả vấn đề không nha. Đó bây giờ nó phải bự mới nâng này nổi các bạn, mà mình nâng quá thì lại nó không hay nữa nè, nó co quá nè, mình phải cân nhắc cái này coi cho nó lệch tâm của bạn, cho nó đi nó lệch cái đây, lệch đây thì cái ngọn nằm ở chặng này, chứ mình đưa nó qua đây quá thì nó sẽ có cái co này gặt quá, quá không hay nữa mày. Mình phải cho nó lơi ra ha, cái tán này mình có thể mình uống nằm dưới được nè. Rồi bây giờ để mình vô cái cọng dây các bạn, dùng dây lớn hay mình lắc cái con này, nãy giờ mình lặt lá nó luôn các bạn, nghe lá nó bỏ luôn rồi cho nó chống lên mình dễ làm ha. Thì dùng cái cọng dây nhôm bự này nè, mình sẽ vô 2 đường các bạn, không biết nó có đi được không đây ha, hên xui chừng nào nó đi không đi là mình cắt luôn rồi. Ừ. Uống nó lên đó thì uống nghe không được chơi 36 kế các bạn. Bạn thấy cái cành nhánh của cái dòng trắng phước hồng này các bạn thấy đẹp không? Đó. Thường đó thì mình chơi cây kiểng lâu ngày á, mình cắt tỉa nó giết các bạn, thì nó sẽ đóng, người ta gọi là đóng san hô á, nó cùi như cái khối san hô các bạn. Nè, nè, nè. Thì đặc biệt cái dòng
Cái dòng nguyên sam này á thì rất là đẹp luôn, khỏi cần già luôn. À, nó cũng có san hô nữa, rồi mình cắt tỉa nó nhiều lần, nó khoảng năm năm hai năm là nó có san hô rồi bạn. Là mình thấy cái dòng sam trắng phấn hồng này rất là đẹp luôn nè. Tương lai thì nhân giống của trắng phấn hồng nữa các bạn. Trắng hồng hiện nay thì mình cũng đang trồng thôi. Giống thì cũng mới có một vài năm nay thôi ha. Đó, và thế nè, cái này mà mình không có cái vô dây này á thì uống nó không đi đâu, bắt buộc phải vô dây nhặt vậy, uống nó đi ha. Rồi nắng lên nè, đó nắng lên đó là một cái cục đó bạn, gãy đâu rồi thì nói chung là cũng không sao đâu, bởi vì cái lên sao nó cũng mạnh lắm, bà nó gãy đâu đây nè, thở đây các bạn, tí xíu mà mình lấy cái miếng đi lồng quấn lại rồi nè. Này thở đây nè, không lấy bằng keo đen quấn lại cũng được nữa. Đó điều này tôi thấy nó cũng được tạm nè, anh nghiên cứu đây, cái nắng này lên á. Đó, thấy là nắng lên nè thì nó cũng tạm thôi, nó coi coi nếu mà nó không đẹp thì mình có thể mình bỏ luôn nè. Đó bạn thấy là nó đi lên đây, mà đi lên đây á thì bạn thấy nó không hay nè, mình cho nó đi xuống đây luôn đó bạn, ngọn này nè, thử cái nó sao ha. Cho nó đi về hướng này thử cái này sao. Cũng không ổn luôn bạn, không ổn nha. À, nói chung là lên đây là tạm được thôi nè bạn, tạm được. Rồi mà thấy là con này quá ngạt đi, không hay lắm rồi, để mình nghiên cứu thôi. Giờ cũng thấy sáng này ra, rồi cho nó ngạt luôn thử coi, đặt lượm thêm miếng coi. Không hay các bạn này, rối quá. Bây giờ chú bác anh tỉa bớt ngọn này, thoáng bớt cái thằng thằng này gãy bỏ đi. Bây giờ bên đây nó nhặt quá này, mình quyết định cắt nhánh này bỏ mà. Cái nhánh này bỏ đi nha. Đây san hô cùi với dính san hô luôn bạn ha. Rồi mình lắc cái này nữa bạn, thì bạn thấy là mình lên đây, lên đây hạ này xuống các bạn, thì những cái tay cành nó sâu le ra, nó không có bị trùng ha. À. Rồi đem vô dây mình lắc lượng cho nó co le ra, thử cái nó sao ha. Đó lắc qua đây nè, tìm thấy nó cũng tạm đó bạn nha. Lên lắc lượng ra bạn, ra
Nói chung á thì đối với linh sam thì nó trâu bò lắm, mình uống nó ngặt nghèo được ha, đó. Đỡ hơn là những cây khác, uống nó có gãy gì nữa nó cũng không sao các bạn, gãy xong nó lên lại nè. Đó, mình chỉnh cho nó đều tán ra nha. Kỳ quái không? Giờ lắc ba cái tán này xo le ra nữa bạn. Lắc lượng ha. Chia cho nó đều ra bạn, chia đều nhưng mà nó phải xo le các bạn ha. Chứ nó không xo le nó trùng với nhau thì nó không có hay đó, nó phải có cái cao cái thấp đó. Thì nó mới tự nhiên nó được các bạn. Rồi ok không cần này nữa bạn, vô vô dây lắc cái này nữa là xong ha. Đó các bạn, sau khi mình chỉnh cho nó lắc lượng lâm la đó thì cũng xong rồi, nhưng mà các bạn thấy cái cây này nè, nó đâu có đẹp được các bạn ha. Đó mình chỉ làm chơi tạm vậy thôi, thực ra nó thì không đẹp các bạn, thấy nó có mù cái đây nè. Nào. Đó, nhỏ thành lớn gì nó không có căng xứng được bạn. Cái tán này thì ok nè các bạn, tán này ha. Cái này nó cảm thấy được rồi nè. Đó. Thì cái cành ba này cũng được nè. Tương lai cũng được ha, nhưng mà cái ngọn chủ này lại nó không hay. Đó, thấy không? Đó. Nếu mà mình sửa gì mình chơi á, thì các bạn thấy là nó tạm được thôi, mà cái phôi của mình của anh ha. Cái phôi của mình ngon lành gì vậy? Để cây gì sao được các bạn ha. Đó thì hôm nay mình chia sẻ với bạn á là cái cây này nè, đúng ra đó là mình cắt chuỗi rồi ha, mình cắt chuỗi để mình làm lại các bạn, nhưng mà mình muốn chia sẻ với bạn á là cái cách uống uống vẫn được ha, đó uống chơi vẫn được nhưng mà không đẹp các bạn. Chốt lại á, thì không nên uống ha, những cái cây phô như thế này, đẹp như thế này, cành nhánh mà đã ghép chuẩn như thế này, ghép ba bo chuẩn các bạn ha, cành bay, cành ngọn, cành thông, mình đóng ba bo theo ý định ban đầu, mà sau khi ý định ban đầu mình uống uống này uống này uống này lại nó bỏ thời gian thì nó hư phá thới ha. Thì phá thới rồi á thì sao, cắt chuỗi đó các bạn. Thì bây giờ tí nữa mình sẽ cắt đây, lấy cái tán này xuống nữa bạn ha, cái tán này xuống để tán này xài, rồi cái cành này nè mình có thể mình vươn lên, sau này mình có thể mình làm đỉnh đâu bạn, những đỉnh nó lên đây hoặc nó đâm ở đây thì mình có thể uống đây ha. Ở đây thì các bạn thấy là cái cành này nè, cái cành bay trên cái đỉnh của cái co đầu tiên của cành bay này nè, là nó giống như cành lợp các bạn, mà nó nằm cao quá so với cái phần đỉnh của nó, các bạn thấy không? Thì nó lỗi rất là nhiều đó, thì mình nên bỏ nó bạn đó. Sau khi mình uống cho bạn xem á, các bạn xem xong mục đích của mình thì uống cho bạn xem rồi cắt các bạn nha. Đó uống mà mình nghĩ là không bao giờ đẹp đâu, thì bây giờ bắt đầu mình cắt nó các bạn. Đây trước mắt thì mình cắt cái dây nhôm ra trước ha. Đó rồi mình cắt luôn cái nhánh này đi. Đó. Cái này đi bạn, một em ha. Thì bạn thấy sau khi mình cắt nhánh này ra đó, thì chỗ đây nè, những nó lên, nha, thì nó tạo ra cái phần ngọn sau này, đó. Thì các bạn thấy khi mình cắt
cái nhánh này rồi, muốn dựng cái này đỉnh nhưng cuối cùng cũng chưa đã đâu. Mình cắt cái cọng dây nhôm ra nè, thì mà thấy không, nó cũng không giờ đẹp được. Đây này, lên đây, qua đây, đi xuống đây, con là mình không không thấy nó không bao giờ đã được, bỏ luôn các bạn. Đây nè, cái cành bay này nè, nó cũng chưa đã luôn. Cái bên cắt rồi ngắm tới lui thì có thể mình lấy cái cành này đẹp hơn nữa bạn nha. Cành bay sau này nằm đây, đỉnh nằm trên đây ha, cành phong nằm bên đây, thì cành phong có thể mình giữ lên đi. Trước mắt mình cắt luôn này, cắt luôn này các bạn, nhỏ cắt cắt cho tới luôn cho bà đó rồi để mình làm cái đỉnh lại các bạn nha. Ở đây thì cái cành nó ra mình uống ra là mình dựng đỉnh lên. Ở đây thì mình cắt sát ở đây, mình đưa cái cành này ra đây nữa mà tạo tán đây, thì nữa nó đâm đọt lên đó, thì mình uống ngắn lại cho nó nằm đây thì nó hay hơn ha. Bây giờ cắt luôn để hoài nó cũng không đã mà ha. Bây giờ đấy mình cắt luôn cái nhánh đó, cái nhánh này luôn các bạn ha. Này nhánh bỏ đây, nhánh này nè thì mình phải cắt cho nó sát cái này đó. Này mình nắng ra các bạn nè. Rồi bạn thấy là cái cành này hợp lý ha, ok, cành thấp nè, nơi cao tí đây cao nữa thì nó hợp lý được các bạn đó. Bị lỗi mình không có, mình không đã thể nào để được các bạn ha. Đó thì cuối cùng là còn được có ba cái nhánh ha. Nha đó, ok đó bạn. Thì mình có thể cho này nó ngắn lại luôn để ngày mai mình làm cho nó một lượt các bạn, nó bắt kịp ha, chứ không nên để dài làm gì đó. Ok, con gà tây trụi lủi luôn, thì chỗ đây nó sẽ đầm đó bạn nha. Thế nên mình tha keo này đó, thì nó sẽ hợp lý ha, theo cái ý của mình. Rồi chỗ đây thì mình cũng lạng cho nó sát vô, mình tha keo lại các bạn. Ngon lành cành đào nha, ngắn cái này lại đi, ngắn lại đi. Đó, ở đây mình có thể đâm cái tán nhỏ ra, mình phải uống tán nhỏ nằm đây thôi bạn ha, chủ yếu là cái tán này cho nó lớn thêm, hoặc là nó lên đây nè, mình lấy cái này lên rồi lợp thêm đó, nhưng mà chủ yếu là mình nuôi cái này các bạn, cho nó sát cái này vô, hút cái này vô chút xíu đi, chủ yếu là mình nuôi cái cành này bạn nha. Sát luôn. Rồi sau khi cắt không thương tiếc các bạn. Cái cây nó chùi luôn rồi đó, nhưng mà tương lai nó sẽ ngon lành các bạn ha, chứ bây giờ không cắt không được đâu. Đó, mình chừa lại hai nhánh này, hai cái cành thông bên đây với lại cái cành bay chừa nhánh nhỏ nữa đó. Thì bạn thấy là cành nó phân bổ đều đó, cao thấp ha đó, còn cái đọt chủ nó cũng có rồi, thì nay mai cái này nó sẽ đâm lên là mình uống nó nè đó, tạo tán tại vì từ trên đó ra thì nó hợp lý hơn nha, chứ để cái kiểu hồi nãy nó bực bội bạn, nó không theo cái ý mình được, thành ra không nên để đâu, buộc phải cắt ha. Rồi hôm nay mình chia sẻ với bạn làm cái cây linh sam trắng mắt hồng mà mình bỏ lâu nó bị lỗi các bạn nha. Thì cuối cùng mình muốn nhắn nhủ bạn là nếu mình muốn có cây đẹp đó, thì nên cắt các bạn nha, không nên tiếc thì sau này nó vậy hoài các bạn. Mình cắt cắt xong cái mình có cái mình uống nữa, nó có cái trải nghiệm đó, rồi nó sẽ được cái cây đẹp ha. Rồi mình xin dừng cái video tại đây, mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ha. Mình xin chào và hẹn gặp lại những cái video tiếp theo.